Trước khi nói thì tôi xin tiết lộ một điều là cả tôi và anh Dương đều đi hút mỡ. Nhưng mà chúng tôi chả giờ nói mà được như này đâu. Tôi rất là ngạc nhiên là chúng ta cãi nhau về một cái chuyện mà nó hiển nhiên quá. Thứ nhất ấy, phẫu thuật thẩm mỹ là một khoa học. Và cái khoa học đó ngày càng tiến bộ và nó có tính nhân văn khủng khiếp. Mà ở đây chúng ta vẫn còn một số người nhát gan. Cứ nói đến đẹp thì lại cái phải kèm theo là nhưng mà cái đẹp bên trong. Cái đẹp bên trong không bàn ở đây. Cái đẹp bên trong là một phạm trù khác. Cái đó nó chỉ đó chứng tỏ sự nhát gan và sự không tin tưởng. Cái điều thứ hai, tôi nói luôn cái quan điểm cho nhanh. Có một người viên thư hỏi tôi là em có 1,5 tỷ. Anh Lê Hoàng khuyên em là em đi du học hay em làm phẫu thuật. Vì 1,5 tỷ đi du học được, sang Singapore học được, còn đi làm phẫu thuật thì cũng được. Tôi nói ngay, đi làm phẫu thuật em, học lúc nào cũng được, học không cần nhan sắc. Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ thì là càng trẻ càng dễ phẫu thuật. Và cái đẹp bây giờ đó, rất nhiều cái đó, khi em đẹp rồi em rất là dễ dàng. Còn cái kiến thức ấy, có cái nhiều điều kiến thức không mang lại được. Cái quan điểm của tôi nó rất rõ ràng và nó rất là cực đoan như vậy. Cái tính nhân văn của phẫu thuật thẩm mỹ là không còn gì phải nghi ngờ. Không biết bao nhiêu con người họ để một cái hình ngày xưa trước phẫu thuật và sau phẫu thuật. Và họ nói rằng họ đã hạnh phúc như thế nào. Sau khi họ phẫu thuật xong, chúng ta chưa đủ can đảm. Chưa đủ can đảm để thừa nhận rằng phẫu thuật thẩm mỹ là cần thiết, là một tiến bộ của loài người. Marx có nói một câu, rất nhiều con người nghiên cứu thế giới này, nhưng điều quan trọng là phải thay đổi nó. Rất nhiều người nghiên cứu về cơ thể con người, nhưng mà điều quan trọng là thay đổi. Làm thay đổi nó là một cái sự khác hẳn. Và phẫu thuật thẩm mỹ không có gì phải bàn cãi cả. Đấy là ý kiến của tôi. Tất nhiên, mở ngoặc, một cái điều mà rất thừa, chúng ta tôn trọng những người không làm. Cảm ơn anh rất là nhiều, cũng như là cho quý vị khán giả có cái nhìn đa chiều hơn. Và chúng ta phải nhìn nhận phẫu thuật thẩm mỹ một lần nữa là một tiến bộ khoa học, để chúng ta có thể thấy rằng là bạn có quyền thích hoặc bạn có quyền không thích, nhưng đó là quyền cá nhân của mỗi người và chúng ta nên tôn trọng điều đó. Đó chính là thông điệp mà chúng tôi muốn mang đến cho tất cả quý vị.